Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung tờ trình yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ tiêu chí gồm 6 tiêu chí như sau. Tiêu chí 1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Điều 1 Nghị định 15 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và có đăng ký mã QR tại địa chỉ antoancovid.tphcm.gov.vn. Theo chỉ thị 18 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu chí 2. Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện theo đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan. Tiêu chí 3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng một lần. Tiêu chí 4. Người lao động, người đến cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc 5K, phải thực hiện quét mã QR và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm khai báo y tế, tiêm vaccine, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tiêu chí 5. Tùy vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện hạn chế số lượng người bán, người mua thực phẩm cùng một thời điểm theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiêu chí 6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín, không bán rượu bia. Khách ăn uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo tờ trình, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 và đạt 6 tiêu chí nêu trên. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.